Bây giờ đây là một bài tập rất là yêu thích và động tác nằm rất là sexy nha các bạn. Thường thường VT nó phái chỉ lắm. Nó đóng 3 năm đi, 3 năm khuyến mãi nè. Xong nó dọn tả trong đêm, ngày mai nó trốn luôn. Mất hết mấy chục triệu. Không có VT nào tận tâm đâu. Đợi mà, nghe á. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn. Tiếp tục với chủ đề nổ về thiết bị VIP phòng gym nha. Thì cũng là một cái máy tập về đùi, cũng chung dòng với cái máy đá đùi ở bên kia. Nhưng mà bây giờ cái chức năng của máy này nó khác. Nó gọi là nó móc đùi. Vậy thì nhắc lại, móc đùi là một trong những cái bài tập mà nó cực kỳ quan trọng mà các bạn đi tập gym không thể thiếu được. Nó sẽ tạo cho bạn một cái vòng sau cực kỳ hấp dẫn. Tại sao dùng cái chữ vòng sau? Là nó đi từ từ cái thắt lưng này đi xuống dưới tới gót chân luôn. Nhưng mà nó là mặt sau của đùi. Mà mặt sau của đùi mà đẹp là cái như ra đường ngon cơm đó bạn. Đúng không? Mông là cong là cao, thấy không? Đùi mà nó thẳng. Đùi này nó mấy bạn bị đùi sau mở lắc bụp mở cái đống. Nhất là mấy bạn nữ bị mở đùi sau rất là nhiều. Đó, nên chúng ta phải tập cái bài này để chúng ta luyện từng cái sợi cơ đùi sau. Nó để cho đùi chúng ta thẳng. Trời đúng là đùi thẳng mà trắng một cái nữa. Chân mà nó thẳng thẳng như này bạn. Mặt đầm vô một cái một tự nhiên có bồ. Nên mấy em nào mà đùi trắng là phải biêu đùi cho nó tốt vô, biêu mông cho nó tốt vô. Bài này tập riêng cái máy này nha, cái máy khác nó không vô mông bạn. Nhưng mà riêng cái máy này nó vừa vô đùi mà nó vừa vô mông. Nè, cái bài này nằm là nhổng phao câu lên móc. Cái bài này nằm là nhổng phao câu lên móc. Sau khi tập trung với bài Roma nên clip nó đã gì đâu. Để móc được cái đùi này, móc được cái bài này mà nó vô đùi á thì rất là đơn giản các bạn. Tùy vào chiều cao các bạn, cái này là thằng BT nó lo nha. Nó chỉnh cái này nè, kéo ra. Giò dài thì chỉnh dày, giò ngắn thì chỉnh dày. Giò ngắn thì đem vô đây, đúng không? Vì giò tương đối dài nên chỉnh dày. Xong rồi mình phải đo, đúng không? Ở cái bài này á là Duy tập full cây. Nhưng mà nguyên tắc là chừa một cục ra thí của hồn mà tháng 7. Nha, chừa một cục ra. Mà khi móc á là cái cảm nhận nó cực kỳ quan trọng, phải giãn cơ ra. Móc lại, giãn cơ ra, móc lại, giãn móc. Phải nhớ được cái cảm giác đó và phải đo được cảm giác cái điểm cuối. Cái điểm mà điểm dừng á, cái điểm dừng á là cái đùi bạn nó phải thẳng. Nó phải vậy nè. Khi mà ấy nó rung bằng cơ đùi sau nè, xong móc vô. Trời ơi. Bây giờ đây là một bài tập rất là yêu thích và động tác nằm rất là sexy nha các bạn. Nên cái bài tập này đưa. Thường thường VT nó phái chỉ lắm. Nói chung nó cũng có những cái mưu đồ của riêng nó. Thử nha. Đó, đầu tiên tiếp vô sau đây. Cái đùi gối bạn á là phải nằm dày. Không có bước đây nha, bước đây tầm bậy, để dày. Đo vô. Đó. Đo vô. Cái gót chân kìa. Cái gót chân nha. Cái cổ chân á nó phải ốp ngay cái miếng đằng sau mới được. Chứ nếu mà nó không đúng vị trí thì bạn phải chỉnh lại cái miếng đằng sau. Nha. Đó. Xong rồi chỉ cần cầm hai này thôi. Đừng có banh cái mông ra nhiều quá. Khép lại nha. Khép lại nha. Rồi xong. Cái tay cầm chặt nè. Cầm tựa đây. Đó. Gồng hai cái tay lại để giữ người không bị kéo. Móc lên. Đó. Ủa mà nặng quá. Sao giờ ta? Sao giờ? Phải uống Olip nha. Uống Olip với uống Amino vô. Để cho mình phục hồi tốt, mình quất mới nổi cái này. Chỉ có một cái máy này sắp ngay cái máy lạnh bạn nên mồ hôi ra không nhiều nha. Rồi vô. Tập xong một hẹp đi. Rồi mình sẽ nói về cảm nhận của nó. Bảo đảm bạn đi ra quẹo lắc luôn, đã lắm. Vô. Nè nhìn mông nè, phải giỏng lên được không? Đó, giỏng mông lên. Đó, kéo hạ xuống, đo tạ. Bạn phải nhìn đây nè, nếu bạn chưa quen á thì phải nhìn, còn như quen rồi. Là cho xong thôi. Làm video mà mấy em phải có cảm xúc với có quyêu nha. Đó là xong thôi. Mà xe rồi. Cái đùi nó nẻn luôn rồi.
Nói chung đã lắm em. Nghe mệt uống nước cái làm cái nữa nghe. Để Duy chỉnh tạ nhẹ là Duy phân tích chỗ này cho các bạn thấy. Nó có những điểm mà nó ăn cơ khác nhau cho các bạn. Cái này xin lỗi bạn đóng cho nó 100 triệu BT nó không chỉ luôn. Nó không chỉ đâu. Nó chỉ nói ừ bạn xuống vậy thở vậy, xuống vậy thở vậy lấy tiền thế thôi. Không có BT nào tận tâm đâu. Đời mà, nghề á. Nhưng mà BT của THL đỡ nhất. Dạy nó ngoan nhất. Chỗ khác nó biết tiền không à. Thật sự luôn á, nhiều khi vô huy động vốn vậy nó đóng 3 năm đi. 3 năm khuyến mãi nè. Xong nó dọn tạ trong đêm ngày mai nó trốn luôn. Mất hết mấy chục triệu. Giờ kiện quá trời đó đâu được gì đâu. Đúng không? Thằng chủ đầu tư đâu ký hợp đồng. Hợp đồng làm BT ký kệ mẹ mà đi kiện BT đi. Nó nói vậy đó. Làm gì nhau. Thua. Nó game bây giờ lừa đảo ghê lắm. Nè. Đúng không? Nè cái điểm này nha. Cái điểm này chắc chắn là không vô mông rồi. Cái điểm này nó vô bắp chuối. Đó nghe chưa. Bạn nhớ cái điểm càng cao nó vô cơ càng cao. Cái điểm càng thấp nó vô cơ càng thấp. Đơn giản vậy thôi. Nè điểm này vô bắp chuối. Nè cái điểm này vô đùi sau nè. Bắp chuối tới đây nó mất tác dụng rồi nè. Nó đang căng đùi sau nè. Nó kéo lên tới đây nè. Nó chưa vô mông đâu ba. Muốn vô mông thì sao? Nhổng con câu lên. Kịch vô một cái rồi bảo đảm vô mông. Cái điểm này vô mông nha. Đó giờ vô đùi sau nè. Hạ xuống nè. Rồi căng ra tới đây là vô bắp chuối nè. Muốn vô bắp chuối thì cổ chân nó quan trọng. Bởi vì bạn nhìn thấy cổ chân của Duy Nguyễn nó luôn replay mà. Lúc thì nó cao nó dày nhìn cổ chân nha. Lúc thì nó dày. Đó lúc thì nó dày, lúc thì nó dày, lúc nó dày, lúc dày hay không? Nó muốn vô bắp chuối nó căng ra dày vô nè. Lên tới đây không còn căng nữa thả ra. Đó không? Giật vô. À, điểm này giật vô giữ lại nè. Không có thả hết vậy. Thả hết vậy lên vô gãy lưng chết mẹ. Bị tê nó không dạy đâu, nó thiệt luôn á. Nói ơi, chị ơi chị xuống sâu sâu đi nó mới vô. Con nhỏ kia mới tập ngày đầu không biết sâu là cái gì hết á. Nó có thả cái mặt ra phát một xong rồi chị ơi gác lên mặt nhỏ nhăn nhăn như vậy. Thằng kia nhìn tưởng nhỏ phê. Vô đi chị vô, mấy ai biết nó đau lưng quá nó nhăn. Để một cái vạch rồi lật mẹ nó cái đốt đạo lờ đạo đây nè. Xong rồi bác sĩ nói thôi được tập game nó nghỉ 2 năm đi. Nó đời nó nhỏ lắm em. Nè vô thấy không? Không có thả hết, thả tới đây được rồi. Thả tới đây rất là nguy hiểm nha. Bởi vì cái động tác đầu tiên lên á, không phải là muốn lên là lên đó các bạn. Tại vì mạnh thôi. Đó, đầu tiên lên là các bạn nè. Nhìn nha, người ta cao vậy nè. Xong ta làm vậy. Wow. Đó. Chứ không có nào lên được. Không vậy lên hết nè. Lên vậy lên như nè. Nhiều khi mình không muốn tố giác ngành BT chứ bạn. Thiệt cái má BT nó chỉ một đống bài ngu luôn. Nè. Nên muốn gì muốn tới BT, THL đi, có gì Nguyễn dạy nha. Nè, nhìn nè. Đúng không? Vô nè mấy em. Full cây mà. Đúng không? Mình như vậy, mình lợi dụng hai lực. Một lực móc lên, thứ hai lực kéo cái này. Và lúc này trọng tâm cái lưng nó an toàn, mình dập lên mới nổi. Còn cái này trọng tâm cái lưng ngay nè, nó rất là nguy hiểm, không có kéo được không? Nè. Hít sâu. Giữ lại. Thả ra. Lên. Má ơi, banh cái đùi với cái mâm con rồi. Superstar của phòng game luôn á. Chủ phòng nó la được. Khách tập la nhỏ nhỏ thôi. Mệt quá. Sắp tới giờ cơm trưa của tụi nhân viên này. Thôi nên làm lẹ lẹ cho nó cơm. Không có tính vô phiếu tăng ca. Mấy này nó khốn nạn lắm. Má nó chơi game nó tính với mình đâu mấy bạn. Nó tăng ca nửa tiếng nó điện vô. Bởi tao nói thiệt á nhiều khi mà. Đừng có nói, làm chủ đi mới hiểu. Trong phòng game á, có những đứa nó chỉ trị đệt cơ. Giờ cái này móc hai chân đúng không? Bị teo mông bên đây, mông đứa bị teo mông, mông bên đây nó cao lên. Mông thì bên đây cao, bên đây nó bè. Đúng không? Nhớ không? Bên đây là mông cao, vuốt lên kịch cái cong cong đã lắm. Bên đây nó không cao vậy nó lét vô mà nó bè ra. Thằng BT nó chỉ làm sao? Thôi mông cao bỏ tập mông lét. Wow. Chỉ tập dày nè ông nội. Đó, cái này yên thôi, móc chân bên này thôi. Chỉ vậy á,
Biết bị gì không? Bị lật cơ ông nội, đổ bà này vô lưng giả mang luôn á, không phải giỡn đâu. Tập ngu gãy lưng. Không được, kiểu đó đừng chơi mấy em. Chơi cái đó là tao nói mình khùng. Hiểu không? Móc móc hai chân. Còn thích á, mà chơi bài đó, anh Duy chỉ cho anh bài cũng nhẹ nhàng hơn. Cầm cục tạ kettlebell. Tập chân này đúng không? Tập chân này cầm tay này, đúng không? Nâng đá chân này lên sau nè. Không phải tập tập đùi giờ rung cái chân đứng nổi luôn nè mấy em. Nó đá lên, đúng không? Đó, xong đá lên, vậy nó mới đẹp hơn nhiều. Lịch sự nữa. Nghe không? Bây giờ thấy thằng BT chỉ bài nào bừa đó, nhắn tin riêng anh Như Nguyễn, chỉ đúng không? Nguy hiểm lắm. Không phải giỡn đâu, khi nó thích sao nó chỉ vậy à. Mà có mấy đứa nó không có đi học á. Nói chung phải chứ. Có thằng nó học lớp 9 trong làm BT. Vậy thì hỏi bạn BT dạy cái gì? Lớp 9 môn sinh nó rớt, nó mới đi nghỉ học á. Nó vô nó biết gì cơ xương khớp, nó không biết cơ nó chế chuyển động, nó không biết. Thấy không? Rất là nguy hiểm. Nó nói thật sự với bạn á, khi mà mình bỏ ra cái đồng tiền mình thuê một cái thằng BT nào đó, làm ơn tỉnh táo. Không phải là mình keo, nhưng mà mình thuê phải đúng. Thế thôi. Thứ nhất, dịch vụ của chỗ đó ok hay không? Thứ hai, thằng BT đó nó có kiến thức hay không? Thằng thứ ba đó, thằng BT đó nhìn nó được hay không cái nữa. Chứ không phải giỡn đâu, tại vì cái tiền thuê BT nó không có rẻ các bạn. Dao động là từ 12 triệu cho tới 120 triệu. Còn cái gói BT trọn đời nữa là nó mắc nữa. BT trọn đời có một số chỗ áp dụng, nhưng mà Duy nghĩ các bạn đừng ký gói đó. Ký gói đó rất là nguy hiểm, nó nói bạn là dù giờ chị có dịp đi công tác á, thằng BT nó theo nó chỉ chị. Nó bảo đảm về ông trọng chặt đầu luôn á. Rồi đi công tác nước ngoài dẫn BT theo chỉ cái gì má. Suy nghĩ đi. Vậy nghe, bye. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hãy đến THOL để tập luyện những cái máy tập VIP.